Với biệt danh lốc màu da cam, đội tuyển Hà Lan lâu nay vẫn nổi tiếng là một trong những đội chơi bốc lửa và công hiến nhất. Dù vậy, điều đó đã không thể được thể hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Qatar tính đến lúc này. Bình luận về chuyện Hà Lan bị dư luận mỉa mai là đã giành vé vào vòng 18 thiếu thuyết phục. Huấn luyện viên Van Gaal cho biết, tôi sẽ không đào sâu vấn đề này vì cho rằng quan điểm về bóng đá của các bạn khác với tôi. Tại sao bạn không viết một bài viết bộc lộ suy nghĩ của mình nhỉ? Chẳng hạn như bạn sẽ về nhà ngay ngày mai vì không thể chịu đựng được việc ở đây xem chúng tôi thêm được nữa. Tất nhiên có người cảm thấy thất vọng về đội tuyển Hà Lan, nhưng tôi không cho rằng đánh giá của họ là chính xác. Nếu đội tuyển Hà Lan vượt qua vòng 1/8, thế nào các bạn cũng cảm thấy tự hào hơn về chúng tôi cho mà xem. Nói chung mọi chuyện không tệ hại như những gì các bạn nghĩ đâu. Bình luận về phong độ trói sáng của Cody Gapo cầu thủ đã ghi 3 bàn cho Orange ở vòng bảng, thuyền trưởng đội tuyển Hà Lan cũng chia sẻ thêm. Gapo là cầu thủ vẫn còn khá trẻ, cậu ấy mới đá cho Paris Saint-Germain trong 2 hoặc 3 năm và luôn thích làm việc ở khu vực cánh trái. Gapo không muốn chơi ở vị trí trung phong hay số 10, nhưng người đội tuyển Hà Lan tôi đã yêu cầu cậu ấy chơi ở đó. Gapo không phàn nàn và bây giờ cậu ấy đã xem tôi là huấn luyện viên tốt. Huấn luyện viên Van Gaal kết luận, tất nhiên mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng Gapo có đầy đủ những tố chất để vươn tới tầm ngôi sao. Tôi đánh giá cao cá tính và tư duy chơi bóng của cậu ấy. Ngôi sao thuộc biên chế của câu lạc bộ Chelsea sau đó đã được rút ra sau giờ nghỉ và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra chấn thương. Song may mắn là Pulisic không gặp vấn đề chấn thương nghiêm trọng. Cầu thủ 24 tuổi đã báo tin vui này lên trang Instagram của mình sau trận. Tôi sẽ sẵn sàng ra sân vào thứ bảy. Đừng quá lo lắng. Vì vậy hãy tự hào về các chàng trai của chúng ta. Bàn thắng của Pulisic có ý nghĩa rất lớn bởi sau đó đội tuyển Mỹ đã đánh bại Iran với tỷ số 1-0 để chính thức giành vé đi tiếp với vị trí thứ hai bảng B. Đối thủ ở vòng 1-8 của họ sẽ là đội dẫn đầu bảng A. Đội tuyển Hà Lan của huấn viên Louis van Gaal trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 12 tại sân vận động quốc tế Khalifa. Tiền vệ của Manchester United đã dứt điểm, CR7 nhảy lên với ý định đánh đầu nhưng anh thậm chí chưa chạm vào bóng. Dù vậy, siêu sao này vẫn tự nhủ mình mới là người ghi bàn. Không chỉ Murray mà ngay cả những người hâm mộ trên mạng xã hội cũng đã chế nhạo đội trưởng Bồ Đào Nha. Như người bạn thân của anh, nhà báo Pierre Morgan lại đăng ảnh Ronaldo và chúc mừng anh đã ghi bàn. Andy Murray đã nhanh chóng phản hồi dòng tweet. Tôi nghĩ Bruno Fernandes là tài khoản Twitter mà ông định gắn thẻ dòng tuyết vui nhộn đã thu hút phản ứng hài hước từ người hâm mộ cuộc phỏng vấn của ronaldo với morgan vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý bất cứ khi nào có tình huống đáng chú ý xảy ra xung quanh ronaldo người hâm mộ bóng đá và các nhân vật thể thao sẽ cùng nhau nhắc đến ronaldo và morgan có vẻ như xu hướng này sẽ tiếp tục trong một thời gian Lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2022 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày hôm nay, tâm điểm của những sự chú ý đổ dồn vào bảng C khi cả bốn đội bóng vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Trận đấu giữa Argentina và Ba Lan nhận được nhiều sự quan tâm, nơi có sự xuất hiện của hai ngôi sao sáng nhất của đội là Messi và Lewandowski. Với việc Mexico và Ả Rập Xê Út đối đầu nhau ở trận đấu cùng giờ, Argentina buộc phải có được chiến thắng để tự quyết định số phận của mình. Một thất bại đồng nghĩa với việc đại diện Nam Mỹ sẽ phải sách và đi về nước. Dù vậy mới nhất, theo Gaston Edu, nhà báo của t Sport đã tiết lộ thông tin rằng trung vệ Lisandro Martinez sẽ tiếp tục ngồi dự bị trong trận đấu với Ba Lan. Nếu điều này là sự thật, sẽ là quyết định hoàn toàn khó khăn của ông Scaloni khi trung vệ Manchester United đã chơi cực tốt trong việc thay thế Romero ở trận đấu với Mexico vừa qua. Lisandro Martinez là người được Sofacos cái chấm điểm cao nhất trong bốn cái tên ở hàng phòng ngự. Cầu thủ này gần như đã hóa giải mọi đường bóng của Mexico và làm cho cầu nối giữa Argentina triển khai tấn công từ phần sân nhà. Quyết định được cho là rất mạo hiểm trước một trận đấu sống còn của Argentina đến từ Scaloni. Bộ đôi trung vệ Romero và Otamendi đã có màn trình diễn thảm họa trước Ả Rập Xê Út và việc cả hai cầu thủ này tiếp tục đá cặp với nhau trước Ba Lan sẽ chứa đựng cực nhiều rủi ro. Milik và Lewandowski bên phía Ba Lan là mẫu tiền đạo tì đè và cản lướt rất tốt. Hàng tiền vệ với sự góp mặt của De Paul và Guido đã chơi cực tệ ở trận đấu với Mexico vừa qua và chắc chắn họ sẽ bị đánh vỗ mặt bởi Ba Lan nếu như tiếp tục sử dụng Romero và Otamendi đá cặp trung vệ với nhau. Sẽ có rất nhiều áp lực đồ dồn về phía Argentina trong trận đấu sống còn vào dạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp cho Messi và các đồng đội có mặt tại vòng knockout, nhưng một trận hòa hoặc thậm chí là một thất bại sẽ khiến cho World Cup cuối cùng của El Pugan trở thành thảm họa. Thất bại trước Ả Rập Xê Út đồng nghĩa với việc Messi và các đồng đội sẽ phải nỗ lực hết mình ở trận đấu trước Ba Lan. Ngược lại, đội bóng châu Âu cũng muốn có được 3 điểm trước Leicester để tiếp tục hy vọng và suất đi tiếp. Chia sẻ trước trận đấu với Argentina, huấn luyện viên Silo Michniewicz của đội tuyển Ba Lan đã có những nhận xét về Messi, ngôi sao sáng nhất bên phía Argentina. Thuyền trưởng của Đại bàng trắng đánh giá Messi là cầu thủ không thể ngăn cản trong những năm qua. Cụ thể, ông Michniewicz cho biết, cả thế giới đã tìm cách ngăn cản Messi trong nhiều năm rồi, nhưng tôi nghĩ đó là một bài toán không có lời giải. Đây là World Cup cuối cùng của Messi và cậu ấy sẽ rất tham vọng ở giải đấu này. Messi là cầu thủ có thể lách qua tất cả chướng ngại vật, vì vậy chúng tôi cần cử nhiều cầu thủ theo kèm Messi để khiến cho cậu ấy gặp khó khăn. Nếu mọi thứ quá dễ dàng, Messi sẽ ghi bàn. Bạn cần nhiều hơn một người để chặn Messi. Chiến lược gia sinh năm 1970 cũng có những nhận xét xung quanh việc so sánh Lewandowski với Messi. Đây không phải là tennis, cũng không phải là cuộc đấu tay đôi. Lewandowski cần đồng đội và Messi cũng vậy. Chúng tôi cần những tiền đạo giỏi như họ nhưng chỉ một cầu thủ giỏi thì không thể làm nên chiến thắng nào cho cả đội. Cục diện ở bảng C World Cup năm nay đang diễn biến rất khó lường. Trước lượt đấu cuối, về lý thuyết, cả bốn đội đều còn cơ hội đi tiếp. Argentina tạm xếp thứ hai, cái Ba Lan một điểm và Anbise Leste chắc chắn sẽ muốn giành chọn 3 điểm để có thể tự định đoạt suất đi tiếp và không phụ thuộc vào kết quả của cặp đấu còn lại giữa Mexico và Ả Rập Xê Út. Nếu đoàn quân của Hefi Renang đánh bại Mexico, thì họ sẽ lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội kể từ World Cup năm 1994, khi họ vượt qua một bảng đấu có Hà Lan và Bỉ trước khi thua Thụy Điển tại vòng 16 Cục diện bảng xe đang rất khó lường. Với một trận hòa, Ả Rập Xê Út có thể đi tiếp nếu Lionel Messi và Argentina vấp ngã trước Ba Lan. Dẫu vậy, Ả Rập Xê Út sẽ bị loại nếu chỉ giành được một điểm trong trường hợp Argentina và Ba Lan hòa nhau. Đối với Mexico, chiến thắng đậm cách biệt 4 bàn là điều cần thiết để có bất cứ cơ hội nào lọt vào vòng 16 đội, đồng thời hy vọng Argentina thua trận. Sau khi mở màn bằng trận hòa không bàn thắng trước Ba Lan, họ đã bị Argentina đánh bại 2-0 nhờ những khoảnh khắc kỳ diệu của Messi và Enzo Fernandez. Về mặt lực lượng, tiền vệ Abdulela Al-Maki, người mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Ả Rập Xê Út với Ba Lan, bị treo giò sau khi nhận thẻ vàng thứ hai của giải đấu. Đối với Mexico, đội trưởng của họ, cựu binh Andres Gudado sẽ vắng mặt do bị đau cơ trong hiệp 1 của trận đấu gặp Argentina. Cả hai sẽ rất nóng lòng để đảm bảo rằng họ sẽ không bị loại sớm tại World Cup 2022, vì vậy dễ đoán trước được một trận đấu chặt chẽ và không khoan nhượng của cả hai. Kylian Mbappe đã nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trong hai trận đấu với đội tuyển Pháp gặp Australia và Đan Mạch ở vòng bảng World Cup 2022. Theo quy định của FIFA, sau khi nhận giải, Mbappe sẽ phải trả lời truyền thông. Thế nhưng Mbappe đều từ chối nghĩa vụ này. Điều đáng nói, sau lần đầu tiên, tiền đạo của Paris Saint-Germain đã nhận cảnh báo từ FIFA nhưng Mbappe vẫn chống lệnh. Điều đó khiến cho Mbappe đối diện với án phạt từ cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới. Theo nguồn tin của ESPN, FIFA không có cách nào khác ngoài việc trừng phạt với cầu thủ 23 tuổi vì đi ngược với quy tắc mà cơ quan này đã đề ra trước giải đấu, thậm chí liên đoàn bóng đá Pháp cũng sẽ bị phạt. Một vài nguồn tin khác cho hay, sở dĩ Mbappé nhất quyết giữ im lặng với truyền thông là bởi cầu thủ này không muốn trả lời câu hỏi xoay quanh tương lai của mình ở Paris Saint-Germain cũng như mối quan hệ với các đồng đội ở câu lạc bộ. Những câu hỏi như vậy có thể khiến cho tâm lý của Mbappe bị ảnh hưởng. Cầu thủ này đang tập trung tối đa cho mục tiêu vô địch World Cup 2022 cùng với đội tuyển Pháp. Mbappe đang thi đấu thành công ở giải đấu này khi có được 3 bàn sau hai trận đấu gặp Australia và Đan Mạch. Hiện tại, anh đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu cùng với Enner Valencia của Ecuador và Cody Gapo của Hà Lan. Trước đó, ở Euro 2020, Mbappe đã thi đấu không tốt. Tiền đạo sinh năm 1998 đã rút hỏng quả phạt đền quan trọng, khiến cho Pháp bị loại bởi Thụy Sĩ ở vòng 1-8 và hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ. Ở World Cup 2022, đội tuyển Đức từng bị FIFA phạt 10.100 euro vì vi phạm quy định họp báo trước mỗi trận đấu. Nhiều khả năng, Mbappe và Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ nhận án phạt tương tự. Trước Stephanie Frappart đã có phụ nữ làm công tác trọng tài tại các World Cup trước đây, nhưng họ chỉ là trợ lý, chứ chưa có trọng tài chính nào làm việc ở một trận đấu tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới. Twitter chính thức của FIFA thông báo, vào thứ Năm này, đêm mùng 1 tháng 12 theo giờ Qatar, dạng sáng ngày mùng 2 tháng 12 theo giờ Việt Nam, bộ ba trọng tài toàn nữ sẽ lần đầu tiên phụ trách một trận đấu World Cup bóng đá Nam. Twitter của FIFA thông báo tiếp, trọng tài Stephanie Frappart của Pháp sẽ cùng với các trợ lý Neuza Bach của Brazil và Karendia, Mexico điều khiển trận đấu Đức gặp Costa Rica. Lịch sử đang được viết. Trận đấu Đức gặp Costa Rica là trận đấu có ý nghĩa tranh vé vào vòng đấu ao của cả hai bên, cho thấy FIFA đánh giá rất cao năng lực của vị nữ trọng tài người Pháp. Tờ Marca của Tây Ban Nha bình luận, để điều khiển một trận đấu có tính chất quan trọng như trận tranh vé vào vòng 1-8, các trọng tài phải nằm trong nhóm có chất lượng cao. Điều đó chứng tỏ Stefani Frappat đủ tài. Tờ Macau viết thêm, cần phải nhớ rằng đây là trận đấu sinh tử ở bảng E, bởi đại diện của bóng đá CONCACAF đang đứng thứ nhì bảng với 3 điểm, trong khi Đức mới chỉ có được một điểm và buộc phải thắng ở trận đấu nói trên. Stephen Frappas, năm nay 38 tuổi được phong cấp FIFA năm 2009 trận đấu quốc tế quan trọng mà cô từng làm nhiệm vụ là trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea vào năm 2019 chín.